máy bay chở khách Mỹ trượt khỏi đường băng. Máy bay của United Airlines gặp sự cố khi rời đường băng sau khi hạ cánh xuống Houston, khiến một bên càn chính bị sập. Cục Hàng không Liên bang Mỹ, FAA, cho biết sự cố xảy ra tại sân bay quốc tế George Bush ở thành phố Houston thuộc bang Texas của Mỹ hôm nay, khi máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng United Airlines trượt lên bãi cỏ trong lúc rời khỏi đường băng sau khi hạ cánh. FAA không tiết lộ số người có mặt trên máy bay, nhưng khẳng định toàn bộ hành khách đã rời phi cơ và được xe buýt đưa đến nhà ga sân bay. Thông báo của giới chức Mỹ không đề cập tới trường hợp nào bị thương và chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố. Dữ liệu theo dõi hàng không dân dụng cho thấy phi cơ gặp nạn mang mã hiệu N27290, xuất xưởng cách đây hơn 4 năm và được chuyển giao cho United Airlines hồi tháng 6 năm 2023. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.